Con trai cường đô la khổng lồ kia ngồi cạnh em gái Lisa, đôi chân dài cơ bắp ở tuổi 14 ngút mọi ánh nhìn. Từ sau khi vợ chồng cường đô la, đàm thu trang ở ẩn vào tháng 7 năm 2024, cuộc sống của Su Bell, con chung của cường đô la và Hồ Ngọc Hà không được gia đình chia sẻ như trước. Mới đây, sau hơn 3 tháng, hình ảnh hiếm hoi của quý tử đầu lòng nhà đại gia phố núi được trang fanpage người hâm mộ Hồ Ngọc Hà đăng tải. Nhìn trong ảnh, Su Bell đang ngồi chơi game bên cạnh em gái Lisa. Đáng chú ý, con trai nữ hoàng giải trí khiến dân tình trầm trồ khi sở hữu ngoại hình cao lớn, vạm phở như thanh niên ở tuổi 14. Su Beo được khen ngợi có gương mặt điển trai, giống y đúc bú ruột và đôi chân dài cực phẩm thừa hưởng từ mẹ. Ngồi cạnh bé Lisa 4 tuổi, con trai hồn hộp hòa trong như người khổng lồ. Sau khi đăng tải, ngoại hình hiện tại của Su Beo nhận về cơn mưa lời khen, hen đi càng lớn càng đẹp trai, anh hai lớn quá, khuôn mặt giống ba, phất dáng giống mẹ, Su màu lớn quá, giống mẹ hà. Ở tuổi dậy thì Quý tử Cường đô la gây ấn tượng khi ngày càng trộn nét quân ngô, ngoại hình hút mắt như tài tử Hàn Quốc. Được biết, Su có chiều cao vượt trội gần 1m8, bỏ xa đại gia phố núi. Khi so sánh với những hình ảnh chụp trước đó, cô bé giờ đây khiến nhiều người không nhận ra. Bữa đây nhất, Cường đô la đã chia sẻ lại đoạn video bé Su chơi cùng em trai Su Tên, con của Cường đô la và Nằm Thu Trang. Có thể thấy, anh cả Su gây sốt với vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao nổi bật, dù mới chỉ 14 tuổi. Thế nhưng nhóc tỳ đã chăm em cực khéo khi liên tục pha trò để tạo niềm vui cho em trai. Về phần mình, bé Su Tinh liên tục cười giòn tan để đáp lại anh trai. Chứng kiến khoảnh khắc hai con trai chơi cùng nhau, Cường Đô La cho biết, bé Su tin nền anh hai, lý chỉ bé Su bel phóng viên lắm. Có thể thấy, không chỉ chị ba Su Chin, mà cậu út Su Tinh cũng rất thích thú, quấn quýt bên cạnh anh hai Su bel. Hình ảnh hai nhóc tỳ thân thiết cũng chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa các con nhà Cường Đô La. Sinh ra trong gia đình giàu có, quý tử cường đô la có cách sống giản dị. Cậu bé thường mặc những gì bản thân yêu thích, không yêu cầu đồ hiệu xa hoa. Su Beo cũng tự quyết định kiểu tốt, phong cách chứ không phụ thuộc vào bố mẹ. Hiện tại, cậu bé đang theo học trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ thêm, sau khi cường đô la, đàm thu trang ở ẩn, cuộc sống của gia đình không còn được cập nhật như trước. Thỉnh thoảng, hình ảnh hai con của cặp đôi là Su Chin, Su Tinh được mẹ ruột đàm Thu Trang đăng tải. Đến nay, hai vợ chồng vẫn chưa hoạt động trở lại.